Một ngày nhiều năng lượng tới tất cả các bạn khán giả đang theo dõi Việt Nam Thức Giấc nha. Ông Phùng Việt Thắng, đại diện Intel Việt Nam khẳng định, thời gian vừa qua, Intel Việt Nam được đánh giá là cơ sở thành công nhất của Intel trên toàn cầu. Trước đó, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD, Intel trở thành doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tiên khánh thành nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới ở Việt Nam. Theo ông Thắng, Intel Việt Nam không tự coi mình là nhà đầu tư đã đầu tư vào Việt Nam, mà luôn chứng minh mình là nhà đầu tư tiềm năng tiếp theo tại Việt Nam. Cơ sở thành công nhất của Intel trên thế giới. Như Sputnik thông tin, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề đồng hành và phát triển. Phát biểu tại đây, ông Phùng Việt Thắng, đại diện Intel Việt Nam khẳng định, thời gian vừa qua, Intel Việt Nam được đánh giá là cơ sở thành công nhất của Intel toàn cầu. Để đạt được kết quả đó, đồng hành cùng Intel là sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ của các bộ, ban ngành, cổng thông tin điện tử Chính phủ, dẫn lời ông Thắng nhấn mạnh. Ông Phùng Việt Thắng cho biết, Intel Việt Nam không tự coi mình là nhà đầu tư đã đầu tư tại Việt Nam, mà luôn chứng minh mình là nhà đầu tư tiềm năng tiếp theo tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tự đổi mới và nghiên cứu đầu tư thêm công nghệ mới, đại diện Intel tuyên bố. Ông Thắng cho hay, những chính sách hay sự biến động của nền kinh tế luôn tác động đến những công ty sản xuất như Intel và những chính sách ban hành mang tính tổng hợp của các bộ, ngành vô cùng quan trọng với doanh nghiệp. Tại hội nghị ngày 16 tháng 10, các doanh nghiệp FDI đã chân thành khuyến nghị chính phủ có kế hoạch cụ thể để phát triển nguồn nhân lực, các ngành công nghệ cao trọng điểm, từ đó tạo điều kiện cho nguồn nhân lực Việt Nam trang bị kỹ năng để đón đầu làn sóng đầu tư FDI mới. Đại diện Intel đã nêu một số vấn đề lớn mà doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của chính phủ, bộ, ngành với Thủ tướng Phạm Minh Chính, trước nhất là phát triển nguồn nhân lực của ngành bán dẫn. Phía Intel lưu ý, vấn đề nhân lực này không chỉ nằm ở năng lực của người kỹ sư, người lao động mà còn cần cả một chính sách liên quan đến đào tạo nguồn cung sớm cho ngành bán dẫn. Để làm được điều này, tôi cho rằng cần nhiều sự quyết tâm của các bộ, ngành, ông Thắng bày tỏ. Đối với vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu, đại diện Intel cho biết đây không phải vấn đề riêng của doanh nghiệp hay bộ tài chính mà còn cần sự hỗ trợ của nhiều bộ ngành khác. Vì thế, những hành động cụ thể của chính phủ không chỉ là động lực, là bài học cho riêng Intel mà còn cho các doanh nghiệp khác có thể học hỏi, tham vấn và giúp chúng tôi đưa ra những quyết định quan trọng, ông Phùng Việt Thắng nói. Intel chịu ảnh hưởng nếu áp thuế tối thiểu toàn cầu. Như đã biết, thuế tối thiểu toàn cầu là một trong hai trụ cột chính của chương trình hành động chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận BEPS do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD khởi xướng vào tháng 6 năm 2013. Mức thuế tối thiểu toàn cầu quy định là 15%, áp dụng đối với các công ty đa quốc gia có tổng doanh thu hợp nhất toàn cầu từ 750 triệu euro, 800 triệu USD trong ít nhất 2 năm của 4 năm liền kề gần nhất. Trước đó, theo số liệu của Tổng cục Thuế, hiện có khoảng 335 dự án tại Việt Nam có số vốn đầu tư đăng ký trên 100 triệu USD hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, chế tạo tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn 15%. Chiếm đa số trong số này là các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất sản phẩm phần mềm như Intel, Samsung, Bosch, Foxconn, KMS Technology, TechBase Việt Nam. Tổng cục thuế cũng cho hay, có khoảng 1.017 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Trong đó, hơn 100 doanh nghiệp lớn có khả năng chịu ảnh hưởng của quy tắc này nếu áp dụng từ năm 2024. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông hiện hành tại Việt Nam là 20%. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm kể từ khi phát sinh doanh thu. Đối với dự án đầu tư có quy mô lớn, công nghệ cao hoặc dự án mới cần đặc biệt thu hút đầu tư, thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi 10% có thể kéo dài thêm nhưng tổng thời gian không quá 30 năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp được miễn thuế 4 năm, giảm 5% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo được tính liên tục từ năm đầu tiên phát sinh doanh thu chịu thuế. Nhìn chung, mức thuế thu doanh nghiệp bình quân áp dụng cho các doanh nghiệp đa quốc gia được ưu đãi trung bình hiện ở quanh mức 12,3%, thậm chí là 2,45-5,95%, thấp hơn nhiều so với thuế phổ thông và đang được sử dụng như một công cụ quan trọng để thu hút đầu tư tại Việt Nam. Những ưu đãi này đã tác động tích cực đến dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI vào Việt Nam nhiều năm qua. Do đó, nếu áp thuế tối thiểu toàn cầu, ưu đãi thuế không còn là tiêu chí để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài lớn, Việt Nam có thể bị giảm lợi thế cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và kịch bản tệ nhất là các nhà đầu tư sẽ rời Việt Nam để tìm cứ điểm mới hấp dẫn hơn.
nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới ở Việt Nam. Tập đoàn Intel thành lập năm 1968 tại California, Mỹ. Intel bắt đầu đầu tư vào Việt Nam từ năm 2006, trước cả Samsung 2008. Intel là một trong những nhà sản xuất chip xử lý và thiết bị bán dẫn hàng đầu thế giới, một trong những biểu tượng đáng chú ý tại thung lũng Silicon. Năm 2020, Intel được xếp hạng 45 trong danh sách Fortune 500. Tại Việt Nam, Intel đã đầu tư nhà máy lắp ráp và kiểm định chip. Năm 2021, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ USD, Intel trở thành doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tiên khánh thành nhà máy lắp ráp và thử nghiệm chip lớn nhất thế giới ở Việt Nam. Cùng năm 2021, Intel thông báo tăng cường đầu tư vào Việt Nam với quy mô tăng gần 50% so với các khoản đầu tư 1 tỷ USD trước đó của Intel kể từ năm 2006 để sản xuất các sản phẩm 5G và bộ vi xử lý lõi. Lũy kế các khoản đầu tư bổ sung của Intel đưa tổng vốn đầu tư của tập đoàn bán dẫn Mỹ và Việt Nam xấp xỉ 1,5 tỷ USD. Vina Capital vừa qua có báo cáo cho biết, hiện tại, cơ sở của Intel Việt Nam đang nghiên cứu Gen Laptor Lake thế hệ thứ 13 và Meteor Lake thế hệ mới, chiếm hơn 50% sản lượng toàn cầu để lắp ráp và thử nghiệm. Những dữ liệu đáng chú ý này cho thấy Intel đang có kế hoạch mở rộng hơn nữa năng lực lắp ráp và thử nghiệm tại Việt Nam. Vì sao tập đoàn chip bán dẫn nước ngoài thích Việt Nam? Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Việt Nam có hệ thống chính trị ổn định, vị trí thuận lợi và một chính phủ rất quan tâm phát triển ngành bán dẫn. Nhờ những yếu tố trên, nhiều tập đoàn đa quốc gia về lắp ráp điện tử, thiết kế vi mạch đã chọn đặt nhà máy tại Việt Nam. Việt Nam ưu tiên phát triển bán dẫn. Chính phủ rất quan tâm đẩy mạnh hợp tác đầu tư, phát triển ngành bán dẫn. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông đều được giao lập kế hoạch hành động và chiến lược để phát triển ngành bán dẫn. Việt Nam cũng đang xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành với mục tiêu sở hữu đội ngũ 50.000 kỹ sư đến năm 2030, Bộ trưởng cho hay. Thêm nữa, Việt Nam có lực lượng lao động dồi dào trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ phù hợp với ngành bán dẫn, có những đơn vị nghiên cứu, đào tạo uy tín trong lĩnh vực bán dẫn như Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội. Các doanh nghiệp lớn có nguồn lực và sẵn sàng hợp tác phát triển ngành bán dẫn như Viettel, VNPT, FPT, CNC. Nhiều tập đoàn bán dẫn lớn của Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan đã có các dự án đầu tư tại Việt Nam. Vừa qua, trong tuyên bố chung Việt-Mỹ cũng đề cập đến việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế ưu đãi đầu tư cho các công ty, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn. Các dự án đầu tư ngành bán dẫn thuộc lĩnh vực công nghệ cao được áp dụng những ưu đãi cao nhất. Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ rằng Việt Nam cần xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi và hấp dẫn cho các tập đoàn bán dẫn hàng đầu cũng như các chính sách đầu tư hợp lý, cung cấp các tiện ích cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực bán dẫn, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói. Đặc biệt, Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC và 3 khu công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Lạc, Hà Nội, Đà Nẵng, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Hội nghị thượng đỉnh lần này là cơ hội để kết nối, hợp tác thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam và Đông Nam Á. Tiềm năng hợp tác là vô cùng lớn, có nhiều ý nghĩa với sự phát triển chung của khu vực và các quốc gia trên thế giới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết. Xây dựng chiến lược phát triển ngành bán dẫn. Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cho sự mở rộng, đột phá của ngành công nghiệp bán dẫn. Đây sẽ là lĩnh vực giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần tạo đột phá phát triển kinh tế đất nước. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy chuỗi cung ứng bán dẫn tại Việt Nam và khu vực, hợp tác chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bán dẫn Đông Nam Á. Tất cả sự hợp tác sẽ là cầu nối cho sự phát triển của ngành bán dẫn trong khu vực, có vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi ngành bán dẫn toàn cầu trong những năm tới, ông Dũng chia sẻ tại hội nghị. Trong khi đó, ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết Việt Nam đang xây dựng dự thảo chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, chiến lược này đặt nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh việc tham gia vào hệ sinh thái bán dẫn khu vực, thu hút các doanh nghiệp trên toàn thế giới hiện diện, sản xuất tại Việt Nam. Việt Nam là ứng viên hàng đầu ở Đông Nam Á. Theo số liệu chính thức, ngành công nghệ thông tin và truyền thông ICT năm 2022 ước đạt 148 tỷ USD. Việt Nam có khoảng 300.000 kỹ sư, 1,6 triệu lao động, 42.000 công ty trong lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật. Chưa hết, Việt Nam còn sở hữu nhiều công ty thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm chip. Tuy vậy, chưa có công ty nào trong khâu đúc chip.
Tham dự hội nghị, giám đốc BCG Việt Nam Arnold Gilonlin đã đánh giá cao quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn, nắm bắt cơ hội lớn từ sự tái cấu trúc của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, hiện là ứng cử viên hàng đầu nhờ lợi thế về chi phí sản xuất, chất lượng lao động cũng như khả năng tiếp cận các thị trường lớn, ông Gilonlin chia sẻ. Trên thực tế, nhiều tập đoàn đa quốc gia về lắp ráp điện tử, thiết kế vi mạch đã chọn đặt nhà máy tại Việt Nam nhờ vào vị trí chiến lược, môi trường kinh doanh, chính trị ổn định. Theo Gilonlin, việc Việt Nam kết nối với chuỗi giá trị điện tử, bán dẫn Đông Nam Á có thể tạo thành một hệ sinh thái cạnh tranh trong ngành này. Theo số liệu của công ty tư vấn và nghiên cứu công nghệ Technavio, thị trường bán dẫn Việt Nam có thể tăng đến 6,16 tỷ USD vào năm 2024. Ngành mới rất cần rút kinh nghiệm từ những năm trước, theo đó cần thu hút những ngành công nghệ cao để thay đổi cấu trúc kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam, thực sự có sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam, chuyên gia Phạm Phi Lan khẳng định. Nhắc lại câu chuyện mà giáo sư Nguyễn Mại từng đề cập khi cố Thủ tướng Phan Văn Khải lập một tổ công tác đặc biệt để đàm phán với Intel, quyết tâm đưa dự án của Intel về Việt Nam bằng được khi họ đang lựa chọn giữa Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc và Thái Lan. Bà cho biết, tổ công tác đã đưa ra một số đề xuất vượt khung pháp luật thời đó. Dự án của Intel là dự án duy nhất được chính phủ chấp nhận hỗ trợ về tài chính khi đó, theo đề nghị từ phía nhà đầu tư. Chuyên gia kinh tế cũng lưu ý một số tiêu chí khi chọn lựa nhà đầu tư chất bán dẫn. Đó là nhà đầu tư đến từ nước có công nghệ nguồn và cao nhất như Mỹ, Liên minh châu Âu và Nhật Bản, chứ không phải từ những nước ăn cắp công nghệ rồi xào xáo lại, chuyên gia thẳng thắn. Ngoài ra, cần tránh nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh về địa kinh tế giữa các nước lớn và có cam kết để doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng của nhà đầu tư đó. Chỉ những ai đáp ứng được cả ba điều đó đáng được nhận ưu đãi ở mức cao nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại nè. Bye!